Hi, chào mừng cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn đã đến với màn nhỏ của Minh Thành Vlog. Đầu tiên Thành cũng xin được gọi lời chào và cũng xin kính chúc cho tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống thường ngày. Nếu là lần đầu tiên đến với kênh, hãy đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực cho Minh Thành Vlog. Còn đây giờ hơn một lần nữa, Thành xin trân trọng cảm ơn rất là nhiều. Và qua đây Thành cũng xin chia sẻ tâm tư nguyện vọng cũng vì cuộc sống mưu sinh. Nếu như video có lỡ làm phiền tới thời gian của cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn thì xin hãy thông cảm và bỏ qua cho. Video hôm nay Thành xin chia sẻ chi tiết Malaguti Medicine 150 của Ý ra mắt tại Thái Lan với mức giá hấp dẫn. Malaguti là một thương hiệu huyền thoại gần 100 năm đến từ Ý, vừa chính thức gia nhập thị trường Thái Lan. Với mẫu xe tay ga mới nhất được mang tên Malaguti Medicine 150. Nó được truyền tải DNA trong thiết kế truyền thống của Ý, thể thao, với một giá bán bất ngờ chỉ khoảng 52 triệu đồng. Malaguti Medicine 150 thực sự nổi bật với thiết kế đèn pha và đèn hậu hiện đại tích hợp công nghệ Full LED. Bản đồng hồ là dạng LCD Display Dynamic Motion, tạo thêm màu sắc sống động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Medicine 150 đi kèm là động cơ một xi lanh 150cm khối, 4 cây, 4 van, với công nghệ phun xăng từ Bosch, làm mát bằng dung dịch, sử dụng nhiên liệu từ bình xăng lớn với dung tích lên đến 10 lít, giúp người dùng thoải mái di chuyển đường dài mà không phải đổ xăng thường xuyên. Xe sử dụng giảm tốc trước dạng ống lồng, trong khi ở phía sau là giảm tốc lò xo kép, có thể được điều chỉnh tải trước 5 cấp độ. Sẵn sàng nâng cao sự tự tin trong mọi tình huống với phanh rẽ đơn trước và sau tích hợp hệ thống phanh CBS. Ngoài ra còn có một loạt tính năng tiêu chuẩn như chìa khóa từ xa cao cấp với thiết kế tiên tiến như mở khóa trước khi vặn đầu, bổ sung chức năng ổ cắm sạc USB để sạc các thiết bị khác nhau. Hiện Malaguti Medicine 150 đã được phát hành chính thức tại thị trường Thái Lan. Nó sẽ có sẵn với 4 màu đỏ, đen, trắng, xanh. Tất cả đều có mức giá bất ngờ với giá đề xuất ra mắt là 79.800 baht, tương đương khoảng 52 triệu đồng khi đổi sang tiền Việt, với bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km. Và sau đây mời các bạn xem thêm hình ảnh của Malaguti Medicine 150 của Ý ra mắt tại Thái Lan.
Và vừa rồi là thông tin và hình ảnh về mẫu xe Maserati Mazdan 150 của Ý ra mắt tại thị trường Thái Lan cùng mức giá bán của mẫu xe này. Hy vọng video sẽ đem đến những thông tin tham khảo hữu ích cho cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn. Thấy video hết thì Thành xin một like đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực. Và sau cùng xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video sau. Và bye bye.